Dâu và con sầu trong 500, anh em đã quay trở lại cùng MNG trong series bình luận PK lên server. Đây là MNG đến từ server Taiwan nhé. Chúng ta cùng đến với chế độ Batmon Smart của server Taiwan. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ anh em nhé. Đó là 30 giờ mà series bình luận PK lên server này sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì chúng ta chiến thoại. Nghĩ thôi đã chán rồi. KS đến từ server 42. Chế độ Smart anh em ạ, hào hát sẽ được lựa chọn. Chân này. Ấy à, phải căng thế nhờ, Smart này. Và 14 thế này. Kyo à. Nay thì MU này. Lin này. Có 15 rồi. Smart này anh em ạ. Tôi lấy Isla này. Không biết đấy có phải sự lựa chọn chính xác hay không. Kia Ken Isla với Athena. Đấy, thật. Chẳng biết thế nào đâu. Kẹo chẳng biết thế nào đâu anh em. Hai bên đều tanh hết. À mình hai con kỹ nó hai con tanh. Mình như hai con kỹ nó đi hai con tanh nữa. Xin màu lên thì chẳng biết nào đâu. Sơn màu lên thì chẳng biết thế nào đâu anh em. Không biết mèo nào cắn mèo nào đâu. Đừng đùa. Sơn màu lên mà đẹp thì đừng đùa. Lại hạ màn thôi nha. Hạ màn cho mày phát nữa. Được thôi. Hiệu ứng như này thì nghe chừng có vẻ khó chịu đấy. Hiệu ứng thì nghe có vẻ khó chịu đấy anh em ạ. Đúng là hiệu ứng thì nghe chừng có vẻ khó chịu đấy. Dính vào hiệu ứng thì nghe có vẻ khó chịu đấy. Đấm phát nứt luôn. Đấm phát kinh nhỉ.
気でいくで。Vãi mẹ thằng kia ăn khỏe thế. Nó quen phản đau thế. Lọ thật. Kia đánh đau quá. Mẹ kia đánh ngay nghe mẹ không ổn rồi. Sau nhớ em đánh sợ nó phản như nhờ. Sau nhờ bắn tướng vào để nguy hiểm. Bắn tướng vào để nhìn nhờ. Mãn dục sẽ gà. Ora! Kondo! Ghê nó phản vãi. Vẫn thua kìa ạ. Má, thua nó tướng kìa. Cày thế. Mẹ Ken phản đau thật. Má, con bỏ mẹ này phản đau dã man luôn anh em. Cái khủng đau luôn đấy. Chít bạo loạn Athena. Ken phản đau thật sự anh em. Grealish Namlet. Lấy dô bớt chứ. Isla, mình dô bớt và ăn được cắt. Cho năm lét được bút à? Ờ, năm lét bút khiến đặt quen. Ừ đấy, phải choáng đôi luôn. Má, nhưng mà nó giải ra mất cây thật đó. Chết luôn năm led, cày quá. Mẹ tính năm led các kiểu rồi. Ikune,
không? Islam khắc cứng không anh em? Lòi mõm. Dám láo à? Láo à, Yuri? Yuri mà dám láo ở đây á? Đấm này không còn nhìn đến mặt trời luôn ý. Isla hay nào? Isla hay nào? Vẫn là anh tôi ạ. Anh tôi những cú đấm quả nó vẫn chất. Vẫn chất lượng, đúng không anh em? Chính là cái kèo đầu tiên mình phải lấy undercut thì nhỉ? Lấy Isla sai lầm. Undercut vào sau vẫn đấm cho Isla. Vêu võ mình ạ. Đúng không anh em? Teddy của server đam long. Sai siêu. EZZ Athena Limit. Ủa, sao thấy rắn nữa. Này em chơi rắn, có lỗi quá. Kèo này không chơi rắn thì có lỗi quá. Giải được hiệu ứng cho chính bản thân nó anh em ạ. Anh em nhìn không? Nó không thể giải hiệu ứng cho chính bản thân nó anh em ạ. Nó không thể giải được hiệu ứng cho chính bản thân nó. Độc chiêu của nó có thể giải hiệu ứng cho nó. Nó không thể giải hiệu ứng cho nó. Ua, một cú gì nhỉ? Vũ trụ hiển diện rồi. Đến từ vị trí của Init thôi mà đối thủ đã khiếp vía rồi. Đáng sợ thật. Cùng đến cái đấu tiếp theo nào. Đến như đấu tiếp theo này. Ca phẩy của xe 106 Athena Leona Robert 2022 UM
Nick chơi nhỉ, đúng không? Mai và Angle. Ui ôi, Init thời đại đế đi. Mai và Angle lấy cái gì ra để chơi vậy? Đã đây rồi. Kỹ vậy. Kèo này lấy gì ra để mà chơi hả Mai? May chưa mất mạng đấy nhé. Lấy gì ra để chơi hả Mai? Với Angle quá khó nhỉ. Kèo này thì khó. Kèo này thì quá khó để chống Mai với Angle. Kèo này thì quýt thời chứ không chống được kèo này. Đến rồi. Đế và Init nó khác biệt quá. Kèo đại đế Init nó khác biệt quá. Mai Angle thì trong tầm chết thì không chống được. Chỉ có khiêng không chống được. Này mà chống được là điều vô lý nhỉ. Tầm này để chống được bộ đôi này quá vô lý nhỉ. Chống thế nào nổi, đúng không? Không lấy gì ra để chống. Bay hết. Mai hết mẹ nội tại. Mang mẹ cặp lên vào đánh cho nó vui nha. Mang vào đánh cho nó vui nha. Láo thật đấy. Mẹ giết luôn hai anh chứ. Đã bảo rồi anh em, đánh gì kèo này là biết là mang vào đánh cho nó vui rồi. Đối thủ là mình có cửa cưỡng đấy anh em. Gần như là không có cửa cưỡng là mình vừa rồi. Đến nhiều đấu tiếp theo này, đối thủ sẽ không có cửa cưỡng. Giáp của server 15, server S5, Athena, Karate, Miku, chỉ là lấy 5 nét thằng lý hơn, Sun. Chờ đó xem bên kia là gì. Mai à? Ui ôi, lại gặp combo Zoroark với Sun à. Ôi chêu. Mai mủng như giờ này nữa. Mai mủng như giờ này nữa anh em. Mai mủng như giờ này nữa. Đi bút cho thằng cá phẩy vậy trời. Mẹ nó Zoroark ngu vừa phải đi chứ. Chạy đâu con sâu rồi cả Angle vào rồi cơ. Cảm ơn mấy con lỗi quá. Đưa cho cà phẩy con lỗi quá ấy. Đưa cho cà phẩy con lỗi quá đấy dù nữa đã. Chúng ta phải có lỗi quá anh rồi nữa đấy. Khi nào anh bố đi luôn. Lỗi quá đấy rồi bớt ạ. Bút ai không bút, bút đi chứ bút cho thằng cà phẩy bao giờ không. Mày có thấy có lỗi à?
Mà không thấy có lỗi với Sun ở robot. Xin phép được tạm dừng đây thôi, mặc dù còn một trận nữa. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho mình gì như xe bình luận với Galaxy vào. Và các kênh đều ở YouTube nhé. Cảm ơn em rất nhiều, sẽ ủng hộ cả hai kênh giúp mình. Còn một game nữa nhưng mà hơi đắn đo việc chơi thôi nhé. Thôi, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. See you again và bye bye.